Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín và thành cổ Quảng Trị. Kỷ niệm 25 năm tái lập huyện và 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào. Huyện Yên Mỹ bứt phá vươn lên trở thành huyện công nghiệp. Những tiện ích mang lại khi cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi. Huyện Quế Châu chủ động ngăn chặn tình trạng trồng cây trục lợi, dự án xây dựng đường kết nối di sản văn hóa du lịch dọc sông Hồng. Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và ngã ba Đồng Lộc. Tham gia đoàn cán bộ tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Khuê, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh. Dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong khuôn viên nghĩa trang có riêng khu mộ của các liệt sĩ tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương, trong đó tỉnh Hưng Yên có 332 liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến trường trên mặt trận Đường Chín, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín hiện có 133 liệt sĩ người Hưng Yên. Tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Thành cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình. Thắp nén hương thơm lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và từng phần mộ liệt sĩ là người con quê hương Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và các thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh bày tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đời đời ghi nhớ công ơn sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho nền độc lập của Tổ quốc. Các thế hệ đi sau nguyện hứa sẽ phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, ngày 25 tháng 8, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc là mảnh đất hứng chịu nhiều bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với gần 43.000 quả bom các loại. Hơn 4.000 liệt sĩ trong cả nước đã nằm xuống mảnh đất thiêng liêng này, trong đó có sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong vào ngày 24 tháng 7 năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ lúc tuổi đời còn rất trẻ. Đây cũng là nơi đón hơn 500.000 lượt khách du lịch hàng năm. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện 1999-2024 và 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào 2019-2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, cùng các đồng chí nguyên thường trực Huyện ủy Mỹ Văn, Huyện ủy, Thị ủy Mỹ Hào qua các thời kỳ. Ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Mỹ Hào được tái lập sau 22 năm sáp nhập với huyện Văn Lâm, Yên Mỹ với tên gọi là huyện Mỹ Văn. Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết chính thức thành lập thị xã Mỹ Hào. Sau 25 năm tái lập huyện và 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào đã không ngừng bứt phá, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Quy mô nền kinh tế thay đổi mạnh mẽ, tổng giá trị sản xuất năm 2023 gấp 132 lần năm 2000. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 19% mỗi năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt trên 3.100 tỷ đồng, gấp 722 lần so với năm 1999.
Đến nay, thị xã có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 1.300 doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư hiện đại đã tạo động lực mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội của thị xã Mỹ Hào được chú trọng phát triển toàn diện. Hàng năm, thị xã Mỹ Hào thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ năm 2009 đến năm 2023, chính quyền thị xã Mỹ Hào luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt gần 90%. Những thành tựu trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển là nền tảng tiền đề quan trọng để thị xã Mỹ Hào trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025 và đô thị loại 2 vào năm 2030. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cần quan tâm quy hoạch phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm xây dựng Mỹ Hào trở thành một đô thị với kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, văn minh, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quan tâm bảo vệ môi trường, thu hút, đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có trên các cơ sở, các cơ chế, chính sách đã ban hành, kết hợp lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 35 của tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào. Tặng bằng khen cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Mỹ Hào. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, 5 năm thành lập thị xã Mỹ Hào được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tặng giấy khen. Với tinh thần sáng tạo và cả quá trình tư duy tìm ra những hướng đi phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế, chọn những vấn đề trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, kề vai sát cánh, sau 25 năm tái lập, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ tự hào khi viết nên những trang sử hào hùng, làm nên một huyện Yên Mỹ anh hùng, tự tin, năng động trên đường đổi mới. Những năm qua, huyện Yên Mỹ luôn hỗ trợ tạo điều kiện, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các nhà đầu tư doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Huyện xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp, công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Khu công nghiệp dệt may Phố Nối của chúng tôi nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Thế thì trong quá trình triển khai dự án giai đoạn 1 này thì cũng được sự ủng hộ rất là nhiệt tình, rất là tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ trong quá trình phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng. Công ty đến đây từ năm 2019, gặp được rất nhiều khó khăn. Cho đến bây giờ thì là cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu. Và những cái khó khăn đấy thì là khi mà ngay từ ban đầu cũng nhận được các cái sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan ban ngành tại địa phương. Nên là ngay từ ban đầu chúng tôi đã vượt qua được những cái khó khăn đó. Với hệ thống giao thông đồng bộ, có nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 5, quốc lộ 39A, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường tỉnh 376, 379 đã giúp Yên Mỹ thuận lợi trong các hoạt động giao thương. Chính điều đó góp phần tạo đà cho công nghiệp phát triển. Từ khi tái lập, Yên Mỹ đã vươn lên trở thành huyện công nghiệp với 9 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Đến 2030 thì quỹ đất phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Yên Mỹ vào khoảng 1.800 hecta, đến nay là có 1.100 hecta đã được giải phóng mặt bằng.
các cấp ủy chính quyền của huyện, xã thì rất quan tâm, quyết liệt và tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng nói chung và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói riêng. Cùng với phát triển các khu công nghiệp tập trung, tiểu thủ công nghiệp làng nghề cũng được quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay toàn huyện có hơn 2.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 3 làng nghề. Các làng nghề phát triển mạnh mẽ, nhiều làng nghề đã khẳng định được vị thế trên thị trường. Khi mới tái lập huyện, hệ thống hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống đường ra đồng chứa là đường gạch, đường đất, các kênh mương chưa được cứng hóa. Nhưng đến nay toàn huyện đã cải tạo, nâng cấp, làm mới tổng cộng 515 km cầu, đường với tổng giá trị trên 4.000 tỷ đồng. Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển của huyện Yên Mỹ đã ghi lại nhiều dấu ấn tự hào. Một chặng đường mới tươi đẹp với những vận hội, khát vọng mới sẽ tiếp tục được mở rộng. Đây là nền tảng để Yên Mỹ thực hiện sứ mệnh, hội tụ, kết nối, lan tỏa để cùng chung tay góp sức với tỉnh Hưng Yên trên hành trình kiến tạo một Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Chiều nay, cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương năm 2024 đã chính thức khai mạc tại khu Liên hiệp Thể thao Quảng Ninh, thành phố Hạ Long. Việt Nam có 2 đội tuyển tham gia đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tham dự cuộc thi có 13 đội tuyển đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 2 đội tuyển đại diện là SKH Automation và SKH CK1 đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Với chủ đề ngày mùa, cuộc thi mang đến những trận đấu đầy kịch tính và sáng tạo, đồng thời tôn vinh giá trị của nông nghiệp truyền thống. Các robot tham gia thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng quá trình trồng lúa từ gieo mạ đến thu hoạch. Sau lễ khai mạc, cả 2 đội tuyển 1 và 2 đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã xuất sắc vượt qua vòng loại để vào vòng trong. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc đã trở thành nhà vô địch. Đội tuyển Việt Nam 1 giành ngôi Á quân, đội tuyển Việt Nam 2 và đội Nhật Bản giành giải 3. Hôm qua tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên tổ chức lễ báo công dâng bác cho 50 em học sinh giỏi là trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại buổi lễ, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, các em học sinh đã báo công dâng bác về những cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống cũng như trong học tập, rèn luyện của bản thân để có thể đạt được những thành tích cao trong năm học 2023-2024. Đồng thời hứa với bác sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ra sức thi đua học tập, rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Huyện Văn Giang có 27 trên 27 trường công lập các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia và được cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong đó cấp mầm non 10 trường cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, 6 trường mức độ 1, 4 trường mức độ 2. Cấp tiểu học 7 trường cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, 3 trường mức độ 1, 4 trường mức độ 2. Cấp trung học cơ sở 7 trường cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia và công nhận trường chuẩn mức độ 1, 3 trường nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở. Trong năm học mới 2024-2025, huyện luôn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các trường mầm non, phổ thông cơ bản được đảm bảo, đã giúp học sinh tích cực khám phá, thử nghiệm, sáng tạo trong hoạt động cá nhân hay nhóm, góp phần đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên học sinh được tiếp cận với các thiết bị dạy học hiện đại, kích thích sáng tạo đổi mới trong dạy và học, tạo hứng thú cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Một trong những điểm mới của luật căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 so với luật căn cước công dân năm 2014 là bổ sung quy định mở rộng đối tượng cấp căn cước công dân là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi theo nhu cầu. Việc mở rộng phạm vi đối tượng được cấp thẻ căn cước nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của công dân, góp phần giảm thiểu giấy tờ, phát huy tiện ích của thẻ căn cước trong việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh của trẻ dưới 14 tuổi và các giao dịch khác. Tranh thủ thời gian rảnh, anh Tùng ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đưa hai con trai 8 và 11 tuổi tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Anh cho biết, việc làm thẻ căn cước cho các con khá đơn giản, chỉ cần cập nhật thông tin online trên VNEID, sau đó cho trẻ đến thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt. Các
các cái tiện ích rất thuận lợi, vì các cái giấy tờ sau này liên quan đến đi tàu xe máy bay các thứ, cả tuần khám chữa bệnh các thứ, mình không phải mang rất nhiều giấy tờ đi theo đó. Nhận thức được tiện ích của thẻ căn cước, với sự tuyên truyền tích cực của cơ quan công an, trong những ngày qua đã có rất đông phụ huynh đưa con đến quầy tiếp nhận hồ sơ của công an tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hưng Yên để làm thủ tục cấp thẻ. Hôm nay em đưa hai cháu nhà em đi làm căn cước, một cháu thì năm nay vào lớp 7, một cháu năm nay vào lớp 4. Thì em thấy hôm nay mọi người đến đây làm thì khá là đông, nhưng mà em thấy cơ sở vật chất rồi ghế ngồi các thứ thấy cũng được thoải mái chứ ạ. Điều hòa thì biết là cũng mát, hồ sơ rất đơn giản, chỉ cần mỗi giấy khai sinh thôi, giấy khai sinh photo. Trung bình mỗi ngày ở đây thì công an tỉnh tiếp nhận khoảng từ 120 đến 150 hồ sơ. Trong đó thì trẻ em dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ từ 70 đến 80%. Bố mẹ đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia qua tài khoản VNAD. Đấy, sau đó thì là dẫn các con đến, hoặc là đến nếu mà chưa làm thì là bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn, hoặc là ra công an xã phường người ta sẽ hướng dẫn để làm cái thao tác đó. Từ đầu tháng 7 đến nay, quầy tiếp nhận hồ sơ công an tỉnh Hưng Yên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận tổng số 2.278 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước. Trong đó, trên 1.500 hồ sơ làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi. Trung tâm lưu ý đối với trẻ từ 0 đến 6 tuổi, thủ tục cấp thẻ căn cước được thực hiện bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông qua tài khoản xác thực định danh điện tử của bố hoặc mẹ. Sau khi đăng ký trực tuyến thành công, bố hoặc mẹ đưa trẻ tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ để thu nhận thông tin sinh trắc học theo quy định. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2023. Hiện đang được thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Song song với công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, huyện Khoái Châu quyết liệt chỉ đạo các xã tích cực nắm bắt, tuyên truyền tới các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch dự án giữ nguyên hiện trạng, tránh tình trạng trồng cây trục lợi đón bồi thường. Bà Lê Thị Nghiên ở thôn Nghi Xuyên, xã Chi Tân có 5 giỏ đất trồng cây nghệ, mỗi năm cho thu lãi trên 50 triệu đồng. Nắm bắt được chủ trương phần đất canh tác của gia đình sắp tới sẽ bàn giao để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng, và được chính quyền địa phương tuyên truyền về việc không được tự ý trồng cây lâu năm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Bà Nghiên không những đồng thuận chấp hành mà còn chủ động nhắc nhở tuyên truyền tới nhiều hộ dân tại địa phương hiểu đúng chủ trương của nhà nước. Chúng tôi rất là đồng thuận và ủng hộ cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, vận động tất cả các bà con cùng đồng thuận không lên trồng các cái diện tích cây để coi là trục lợi. Tổng diện tích đất 03 nhà tôi có gần 4 sào, gia đình tôi là hoàn toàn nhất trí và ủng hộ. Không được trồng những cái cây ví dụ như cây nhãn, cây bưởi hoặc những cái cây lâu năm trên diện tích để làm ảnh hưởng đến quá trình khi giải phóng mặt bằng. Tuyến đường kết nối di sản qua xã Chí Tân có chiều dài khoảng 2,5 km, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng trên 14 ha của 250 hộ để bàn giao cho dự án. Trong đó, 8 hộ có đất nhà ở và hơn 20 ngôi mộ dự kiến sẽ cần di rời. Bên cạnh việc ra soát, quy hoạch vị trí tái định cư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng, xã tích cực thực hiện tuyên truyền, lồng ghép và nắm bắt tình hình để ngăn chặn tình trạng trồng cây trục lợi trên đất. Chúng tôi cũng cho triển khai từ trong chi bộ, họp tất cả các hội nghị quân dân chính thôn, thông tin đến các hộ mà có diện tích trên cái phần đường, ký cam kết thứ nhất là ủng hộ và tạo đồng thuận, thứ hai nữa là cũng tuyên truyền đến nhân dân là không trồng các cái cây lâu năm đấy trên diện tích đất mà có dự án đi qua. Dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng đi qua huyện Khoái Châu có tổng chiều dài khoảng 18,1 km qua 11 xã, tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng trên 103 ha. Hiện huyện đã lập kế hoạch, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các địa phương tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới quần chúng nhân dân, nắm được chủ trương, tuân thủ đúng pháp luật về quy trình, quy định về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Liên kề chúng tôi thì có khoảng hơn 10 hecta đều là diện tích đất nông nghiệp cần bàn giao cho dự án, khoảng 40 hộ, khoảng xung quanh 30 ngôi mộ, và chúng tôi đã mở hội nghị giao trực tiếp cho các ban ngành đoàn thể của xã nói chung, các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn và các đoàn thể của thôn là bám sát thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện, nghiêm cấm các hộ mang các loại cây trồng mới bổ sung, gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho dự án.
chủ động tuyên truyền ngăn chặn các hành vi trục lợi đền bù từ sớm, từ xa tại Khoai Châu, không những giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ quy định về đền bù giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí, mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án sau này tại các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.